Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nhân danh xã hội chủ nghĩa, tại sao Việt Nam không miễn phí giáo dục và y tế, thưa ông Tổng Bí thư. Việc đầu tư cho giáo dục sẽ mang lại lợi ích lâu dài về mọi mặt trên mọi lĩnh vực với tất cả các quốc gia. Xu hướng chung hiện nay vì hướng tới một nền giáo dục miễn phí trên thế giới cũng như khu vực ASEAN là tương đối phổ biến. Ví dụ Vương quốc Thái Lan, từ năm 2000 nhà nước đã cho miễn phí giáo dục toàn bộ cho học sinh trong suốt 12 năm học, kể cả học nghề. Đồng thời nhà nước chi trả tiền cho tất cả các chi phí, sách vở, cặp sách, đồng phục, có 3 loại khác nhau. Phụ huynh học sinh ở Thái Lan không phải trả bất cứ chi phí gì, trừ tiền cho con ăn quà, kể cả bữa cơm trưa của học sinh cũng do nhà nước lo. Điều vừa kể trên thực sự là giấc mơ của các bậc cha mẹ học sinh ở Việt Nam, bởi chi phí học hành cho con em luôn là một gánh nặng với vô vàn các khoản phụ thu vô lý. Nhưng nếu phụ huynh không đóng thì họ và con em họ sẽ không được yên. Tại thành phố Hồ Chí Minh, học sinh trung học cơ sở sẽ được miễn học phí. Truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin cho biết, đến thời điểm tháng 9 năm 2023, trên cả nước có 4 địa phương miễn học phí 100% cho học sinh trong năm học 2023-2024, đó là Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu và Hà Nam, với chi phí mỗi năm đến hàng trăm tỷ đồng. Ngoài ra, trong năm học 2022-2023, cả nước có một số tỉnh, thành phố thông báo miễn giảm học phí cho học sinh bao gồm Quảng Bình, Cần Thơ, Quảng Ninh, Bắc Cạn. Mới nhất, theo báo Giáo dục vào ngày 8 tháng 12 đưa tin, thành phố Hồ Chí Minh, học sinh trung học cơ sở sẽ được miễn học phí. Theo đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua nghị quyết về chính sách học phí và thu học phí cho học sinh, trong đó sẽ miễn giảm học phí cho học sinh bậc trung học cơ sở. Dư luận cho rằng dù thành phố Hồ Chí Minh chỉ mới miễn học phí cho học sinh bậc trung học cơ sở, nhưng cũng đã là một thành tích đáng ghi nhận. Theo kinh nghiệm từ các nước phát triển, giáo dục là nền tảng và là yếu tố rất quan trọng để phát triển quốc gia. Sự thành công của nhiều nước trên thế giới đã cho thấy nếu nhà nước coi trọng và đầu tư thích đáng cho giáo dục thì sẽ mang lại kết quả lớn về lâu về dài. Và đầu tư cho giáo dục là sự đầu tư khôn ngoan nhất cho quá trình phát triển bền vững. Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền của họ thì luôn khẳng định Việt Nam kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng của chủ nghĩa cộng sản, mà một trong những ưu việt đặc trưng của chủ nghĩa xã hội chính là việc đảm bảo miễn phí về giáo dục cũng như y tế. Các quốc gia vốn theo đuổi chủ nghĩa cộng sản trong quá khứ và hiện nay như Cuba và Bắc Triều Tiên cho đến nay, dù họ là những quốc gia nghèo đói, song chính quyền của các quốc gia độc tài vẫn tiếp tục duy trì chính sách giáo dục và chữa bệnh miễn phí cho toàn dân. Dự toán chi ngân sách của Bộ Tài chính vào năm 2021, 2022 và 2023. Ngược lại, ở Việt Nam, hai lĩnh vực giáo dục và y tế đã bị Đảng và Nhà nước bỏ mặc, không quan tâm. Nguy hiểm hơn, Nhà nước còn sử dụng chiêu trò xã hội hóa để rút bớt ngân sách dành cho giáo dục và y tế vốn dĩ đã quá ít ỏi, để chi quá nhiều cho công an và quân đội. Theo dự toán chi ngân sách của Bộ Tài chính trong 3 năm liên tiếp gần đây, ngân sách chi cho Bộ Công an luôn cao thứ hai, chỉ sau Bộ Quốc phòng với chi phí thấp hơn chục lần so với Bộ Giáo dục cũng như Bộ Y tế. Cụ thể vào năm 2022 thì Bộ Công an mà người đứng đầu là ông Bộ trưởng Tô Lâm đầy tai tiếng, được phân bổ số tiền 95,5 ngàn tỷ đồng. Đến năm 2023 được tăng lên trên dưới 100 ngàn tỷ đồng, trong khi năm 2022 ngân sách chi giáo dục chỉ là 6.500 tỷ đồng và năm 2023 là 6.500 tỷ đồng, tương tự như thế. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy, chi ngân sách nhà nước cho ngành công an cao gấp khoảng 13 lần ngân sách chi cho giáo dục. Và đối với ngành y tế cũng tương tự. Điều đó thể hiện chính sách bất hợp lý của chính quyền Việt Nam đã có sự ưu tiên quá mức với sự an toàn của Đảng và chế độ. Theo giới chuyên gia, việc đầu tư cho giáo dục sẽ mang lại lợi ích lâu dài trên mọi lĩnh vực trong sự phát triển của Việt Nam. Điều đó sẽ cung cấp cho đất nước một lực lượng lao động trẻ trong tương lai, có đầy đủ đạo đức, kiến thức cũng như kỹ năng sống để góp phần trong việc xây dựng đất nước. Rõ ràng, mối quan tâm lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là giữ vững an ninh chính trị để duy trì vị trí độc tôn lãnh đạo, quản lý nhà nước và xã hội của họ, hoàn toàn không hề xuất phát từ quyền lợi của nhân dân. Nếu người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hễ mở mồm ra thì đều hô hào tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chính quyền thì tự xưng danh rằng họ là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Công luận đặt câu hỏi, Đảng và Nhà nước cứ nhân danh xã hội chủ nghĩa nhưng tại sao Việt Nam lại không miễn phí về giáo dục và y tế như Bắc Hàn và Cuba? Thưa ông Tổng Bí Thư. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Nhân danh xã hội chủ nghĩa, tại sao Việt Nam không miễn phí về giáo dục và y tế, thưa Tổng Bí Thư. Dừng vụ Vạn Thịnh Phát và tầm nhìn xa, đánh chuột không để vỡ bình của ông Tổng. Việc hệ thống các phòng giao dịch của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB rơi vào tình trạng đóng băng là hệ lụy từ vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan đến việc Bộ Công an khởi tố và bắt giam bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đồng thời là chủ của Ngân hàng SCB. Vụ bắt giữ các lãnh đạo Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã dẫn đến làn sóng người đến đòi tiền tiết kiệm tại các chi nhánh giao dịch của SCB trên toàn quốc. Theo Bộ Công an, điều đó xảy ra tình trạng mất an ninh và trật tự an toàn xã hội. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo kết luận điều tra của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, tham nhũng và buôn lậu C03 của Bộ Công an trước năm 2011, bà Trương Mỹ Lan dù không giữ chức vụ quản lý nhưng đã thao túng chi phối toàn bộ hoạt động tại ngân hàng SCB. Bộ Công an cũng cho biết Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư, thực chất là khách hàng gửi tiết kiệm tại SCB thông qua việc gian dối trong phát hành trái phiếu. Bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng ngân hàng SCB để huy động vốn từ người dân và các tổ chức kinh doanh. Bằng cách lập hồ sơ vay vốn giả mạo, bà đã chiếm đoạt đến 93% số tiền cho vay của ngân hàng SCB. Theo cơ quan điều tra, thì từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cấp dưới lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB, chiếm đoạt 300.000 tỷ đồng. Chưa kể đến việc bà Trương Mỹ Lan còn bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỷ đồng. Theo đó, vụ bê bối của Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB với sự thiệt hại đến hàng chục tỷ đô la đã bộc lộ cho người dân thấy các cơ quan quản lý của nhà nước Việt Nam có sự vô trách nhiệm đến đáng ngờ, không chỉ do cơ quan kiểm tra nhận hối lộ từ ngân hàng SCB mà thôi. Tình trạng đó đã phản ánh sự mong manh của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam. Hệ thống này đã thể hiện dễ bị tổn thương trước các đợt khách hàng và nhà đầu tư rút tiền ồ ạt ra khỏi ngân hàng SCB sau khi bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm bị khởi tố bắt tạm giam. Theo giới phân tích, thủ đoạn rút tiền khỏi ngân hàng SCB để chi tiêu với mục đích riêng của bà Trương Mỹ Lan không gì đặc biệt hay mới mẻ cả. Điều này giống hệt với việc bà Lan đã làm trước đó đối với ba ngân hàng nhỏ vốn thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan. Ba ngân hàng nhỏ này là Ngân hàng Đệ Nhất, Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Sài Gòn, trở thành một ngân hàng lớn có tên giao dịch là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB sau khi nó được sát nhập. Ông Bộ trưởng Bộ Công an đẩy tai tiếng Tô Lâm của Việt Nam. Đáng ngạc nhiên hơn, thủ đoạn của bà Trương Mỹ Lan thì giống y như thủ đoạn của ông thủ lãnh nước Hoa Thanh Hương trong những năm 1980 dùng để chiêu dụ người gửi tiền, điều mà đến nay nhìn lại nhiều người mới giật mình. Việt Nam có một hệ thống giám sát chặt chẽ, tầng tầng lớp lớp của hàng chục cơ quan quản lý nhà nước cũng như ngân hàng nhà nước, đặc biệt là hệ thống an ninh kinh tế được đánh giá là mạnh nhất trong khu vực ASEAN. Vậy tại sao lại để bà Trương Mỹ Lan và hệ thống sinh thái bao gồm hơn 1.000 công ty của bà, chủ yếu là các công ty ma, hoành hành như chỗ không người? Sự sơ hở do chủ ý đã tạo điều kiện cho bà Lan biển thủ đến 12,5 tỷ đô la từ Ngân hàng Thương mại Sài Gòn SCB do bà bí mật kiểm soát. Đó là chưa kể đến số tiền 30.000 tỷ đồng, tức là tương đương với 1,2 tỷ đô la, liên quan đến việc gian lận phát hành trái phiếu. Tổng cộng thiệt hại xấp xỉ 3,2% tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng mới đây trong bài phân tích với tựa đề "Vụ Vạn Thịnh Phát, SCB, Trương Mỹ Lan, tham nhũng, quản lý kinh tế kém sẽ cản trở sự tăng trưởng của Việt Nam" đã đặt ra câu hỏi rằng vì sao còn quá nhiều điều nổi cộm chưa được làm rõ trong vụ án của bà Trương Mỹ Lan mà lãnh đạo của Việt Nam đã cho dừng cuộc điều tra ở đó. Ông Tổng Bí thư già nua của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Chỉ trong vòng có mấy năm, bà Trương Mỹ Lan đã sở hữu được một số bất động sản có giá trị nhất ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, ngay tại đại lộ Nguyễn Huệ, một trong những con đường đắt đỏ nhất tại châu Á. Nhưng đó cũng chỉ là những tài sản nhỏ trong bộ sưu tập bất động sản các khu đất được mệnh danh là vị trí đất vàng hay kim cương tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo giới phân tích, do nhà chức trách vẫn chưa sẵn sàng đưa ra câu trả lời về cách mà bà Lan có được quyền mua tới 156 bất động sản, bao gồm một số khu đắt tiền ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả đất đai đều thuộc sở hữu của nhà nước và do đó cần có mối quan hệ chính trị mới có thể mua được các khu đất này. Có lẽ chính các mối quan hệ chính trị của bà Lan đã khiến cuộc điều tra phải dừng lại. Người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã thú nhận rằng đánh chuột không để vỡ bình. Đó là sự nhìn xa trông rộng của ông Trọng và chính là để chuẩn bị cho tình huống này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay của Thời báo.de với bản tin Dừng vụ Vạn Thịnh Phát và tầm nhìn xa đánh chuột không để vỡ bình của ông Tổng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de